Bài này quen với em á. 2, 3. Nhiên nhiên cây me đông đưa trong gió, hát vang lạ lạ. Cái gì vậy? Em ai cũng nói em. Thứ ba học trò. Chính xác. Ủa ca ơi, cái giọng hát của em nó nghe ngô nghe là anh biết là cái phim Tủ Học Trò rồi cấp. Như vậy mà đội em không biết là anh. Anh nhận ra liền, thương em quá. Con bé nó hát như thế gì mà đội bé không bấm. Hát thoát lên được cái sự trong trắng của Tủ Học Trò liền, anh nghe là anh đoán được liền à. Hát là hay như ngô vậy rồi mà còn không đoán được nữa. Bây giờ em muốn ba thành viên của đội em phát biểu cảm nghĩ đi. Trong khi bao nhiêu, nãy giờ mấy bài rồi mọi người? 4 bài, không đoán được bài nào. Nói chung là... Tuyệt vời luôn. Và cuối cùng là một nghệ sĩ trẻ nhưng mà có máu ốc đồng nhất. Cô ấy không hề thân thiện tí nào cả. Xin được giới thiệu ca sĩ, diễn viên Fuka. Ca, có mấy giờ mình tặng khán giả một câu hát đi. Dạ. Lúc nào anh muốn gặp em, anh muốn nghe em hát hết. Tặng cái tiện đang ngồi kế chị gái thì em xin hát tặng chị gái và hát Trang Giấy Trắng. Dạ thôi. Em hát em. 2, 3. Anh nhớ lúc mới yêu em lần đầu. Tình ta trong xanh như trăng, sáng trăng. Anh vẽ trái tim yêu thương thật đẹp. Nơi đó có hai trái tim kề bên. Wow. Không sáng. Wow. Yeah. Đứa em gái của em sắp lấn sân qua ca sĩ. Chết anh Huy ơi. Dạ. Anh chết chạy rồi. Puka và Puka ơi, em bị sao vậy? Em đang hãnh diện với những gì em làm được đó anh. Puka và Tiêu Do Như Quỳnh nhận được 10 điểm. Và hai thành viên còn lại, anh Phạm Trưởng và Trang Pháp nhận được 8 điểm. Vì thế, chúng ta sẽ bắt thăm. Đây là một chiếc hộp ba thực đế. Trong này chỉ có chứa tổng cộng là 8 cung bằng thôi. Trong đó có 2 cung bằng được đánh dấu 1 và 2, tương ứng với đội trưởng 1 và đội trưởng 2. Ê! À, mình không phải rải bùa ở đây em ơi, em đốc đi. Biết làm neo rồi. Quay qua quay lại. Số 2. Em là đội trưởng đội 2. Tiêu Do Như Quỳnh sẽ là đội trưởng thứ 2. Rồi bên kia được số 1 luôn, bên đây khỏi bóc. Thôi em bóc hết nha. Rồi em là đội trưởng luôn nha. Anh cho em đội trưởng. Ok em. Mấy anh nó nhường rồi, mấy anh nhường em là đội trưởng. Anh, trời ơi, chương trình ca nhạc mà, làm ơn cho em một cơ hội được không? Để em về nở mặt với hàng xóm em. Đi ba má em hãnh diện cho em. Bốc đi, anh nghĩ là em nên bốc. Xong nửa tiếng rồi Buka ơi. Anh nghĩ mỏi xuống rồi. Đổi Buka, Buka không đổi có không? Không có số nào hết đó mọi người. Chúc mừng em. Đâu có số nào đâu. Quẹo lửa. Nhỏ quá đáng kìa. Không có số luôn. Dạ yeah. Fail. Giờ hai người cùng bốc nha. 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Bây giờ anh là những tên anh lựa đầu tiên. À, trai đẹp Bihel. Bihel. Anh lựa như ngủ lại cho em. Quên. Gái đẹp về đây gái. Buka, Buka về đây gái. Về đây. Em. Heaven. Thắng về đây. Chớp, về đây chớp. Chớp, về đây luôn đi, về đây luôn đi. Hai người về đây hết rồi, chớp 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 đi chớp. Ai giờ giờ đây tình yêu bắt đầu. Đi chạy luôn. Vậy mà đi lên trển làm chi cho mất công vậy. Cái dòng vừa rồi vô nghĩa đó, mất thời gian rồi. Bây giờ họ sẽ trình diễn bài hát đầu tiên. Bài hát đầu tiên, xin mời. Xưa chuyện tình mà bao năm qua anh gối ghém tiếng kỷ niệm, phải nắng cờ
5 4 3 2 1 Đội trưởng, đội trưởng đáp án là 5 4 chia tay tình đầu, chia tay tình đầu. Lời tay tình đầu, chia tay tình đầu, chia tay tình đầu, chia tay tình đầu, chia tay tình đầu. Lời chưa nói. Nói đi, lời chưa nói. Lời chưa nói. Lời chưa nói, không chính xác. Nói lại tình xưa. Nói lại tình xưa. Nói lại tình xưa. Nói lại tình xưa. Chính xác. Ta nói lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Vài nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Đội bạn rất xuất sắc, đội bạn cực kỳ hay, nhưng mà do bà đội trưởng những chuông trả lời đi không tạo nét. cái gì anh là anh. À, cái chiến thuật của mình ok á, nghe được nghe được nha. Em có ý kiến, cái chuông á là mình bấm trước thì nó đeo trước, bây giờ có cái nút đồ mót nào mà chỉnh cho đội trưởng em bấm nói nhanh hơn được không? Bà lo tạo nét, bà không chịu nói. Bài hát thứ hai bắt đầu. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what I really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want. Lại gì? Đội trưởng, đội trưởng. Lại gì? 5 4 1 2 1 3 2 1 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 Bài hát kế tiếp xin mời. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Hay quá. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chúng ta vẫn còn một tài năng nữa. Ngay bây giờ tài năng đó sẽ xuất hiện. Puka. Nhớ tao bên này đón được một gì đón được nha. Thiệt luôn á hả? Puka. Bây giờ trời ơi, mang guốc hả? Dạ. Bởi vì em phải chơi một trò chơi vận động. Dạ. Nên mình có thể bỏ guốc được không? Dạ được. Đó đúng rồi, mời ca lại đây. Bởi vì để em gái của Huy rất mê thể thao, hát lại hay nữa. Mà thử thách này thì lại cần cả hai yếu tố đó. Em sẽ vừa nhảy dây vừa hát một bài hát cho hai đội đoán. Hát hay mà còn được nhảy dây nữa. Đây, bài hát của em. Em biết bài này không? Đâu, bài dạ gì biết em? Biết chứ trời, mấy bài hát này em biết hết á. 2, 3. Đi về đâu người ơi?
Người ơi về đâu? Đến đây làm chi? Đây em cũng quay gót, vô tình quay gót đành. Hết thật nhiều, có thì cũng thật nhiều. Thôi đi thôi nha. Thôi đi. Đành cầm nín nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết trách than được ai. Không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi, đi tiêu làm chi để anh biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hận không oán. Tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Hay quá ca ơi. Ủa chứ nãy bên mình trả lời gì vậy? Cũng bả chứ đây. Ừ, đội trưởng này có tâm nè. Có điều quá, điều quá. Ok đó. Bả tạo cái nét thêm chữ. Đó, khổ. Hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều. Thật quá. Đúng rồi mà. Đâu có chịu bà. Em mới hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Em có chịu bà. Hệ thống đã xác nhận em nói sai rồi. Bây giờ tất cả mọi cái giải trình của em là vô giá trị. Thua lại giùm mày. Một lần à. Hứa thật nhiều và thất hứa đã đến với đại bốn bài hát rồi và điểm số hai đội như sau: đội trưởng Tiêu Châu Như Quỳnh 4 điểm, đội anh Nhật Tinh Anh là 4 điểm. Bài hát thứ hai bắt đầu. Triệu Phú ổ chuột. Đáp án cuối cùng, đội trưởng, đội trưởng. Triệu Phú ổ chuột. Không chính xác. Phim này, phim này. Bảy viên ngọc. Chà là hồ. Bảy viên ngọc rồng. Không chính xác. Triệu Phú khu ổ chuột. Chà là hồ. Triệu Phú khu ổ chuột. Chính xác. Ai nhắc bảy viên ngọc rồng vậy? Dạ, đây những thành viên kiên cố của đội em. Bảy viên ngọc rồng. Huy, bạn cố vấn bên đội đã giữ đó. Hồi nãy biết sao không thấy có hai nhỏ nó hát có cái chữ gì Sun Goku đó. Nay thử bảy viên ngọc rồng đi. Thật ra để ý kỹ á là những cái ca sĩ này đều có gợi ý hết. Đeo vàng quá nhiều. Đeo vàng cả đống. Mấy em. Dạ. Nữa ai? Bây giờ đội đó có suy nghĩ là tuyển chọn thành viên khác không? Đội này vẫn giữ nguyên đội hình, rất là hãnh diện. Buka hát là công bằng nhất luôn á. Bài này quen với em á. 2, 3. Nghiêng ngang cây me đông đưa trong gió. Hát vang lạ lạ. Cái gì vậy? Em cũng ba. Nói em. Thứ ba học trò. Chính xác. Cô ca ơi, cái giọng hát của em nó ngây ngô nghe là anh biết là cái phim Tuổi Học Trò rồi cấp. Như vậy mà đội em không biết rồi anh. Anh nhận ra liền, thương em quá. Con bé nó hát như thế gì mà đội bé không bấm. Hát thoát lên được cái sự trong trắng của Tuổi Học Trò liền, anh nghe là anh đoán được liền à. Hát rồi hay ngây ngô vậy rồi mà còn không đoán được nữa. Bây giờ em muốn ba thành viên của đội em phát biểu cảm nghĩ đi. Trong khi bao nhiêu, nãy giờ mấy bài rồi mọi người? 4 bài, không đoán được bài nào. Tuyệt vời luôn. Xui thôi. Đội bộ bắt đầu chia rẽ rồi. Chia rẽ rồi. Là từ lúc chọn đội hình thôi. Đó, chọn đội hình bên đây chọn hết những nhân tài về đây rồi. Ôi, anh nói tụi em không phải nhân tài. Em là, tại vì cái quan trọng là phía sau này nè, đúng không? Cái quan trọng là phía sau. Đây nè. Đúng rồi, vui thôi à. Nhân tài. Chúng ta cùng nhau đến với bài hát đầu tiên. Khoan anh ơi, cho em hỏi bài hát thứ tư là người ngồi ở vị trí thứ tư làm hả anh? Ai
mà đội tin tưởng nhất? À, hú hồn. Tưởng trọng trách nặng nề đến vậy. Bây giờ là đội của Như Quỳnh đang là đội có điểm số thấp hơn. Vì thế bạn được cử ra người đầu tiên là ai? Cho Xuân Phong đó. Xuân Phong mà sao nhìn thấy mặt Buka vậy? Xuân Thiên Phong. Không phải Xuân Phong luôn, bị bắt nha. Giống như có một sự tin tưởng rất là nặng thôi. Không phải Xuân Phong luôn. Anh tin tưởng em. Bên đội của Như Quỳnh là đội có điểm số thấp hơn. Vì thế bạn sẽ được một quyền rất đặc biệt, đó chính là lựa chọn đối thủ cho Buka. Chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Lựa đối thủ. Khoan, từ từ nha. Cái này là bây giờ chiến thuật của em là anh Nhật Tinh Anh là anh là anh ca sĩ quá giỏi rồi, bỏ qua anh đi. Anh Vinh cũng là ca sĩ luôn, bỏ luôn. Không em, cái người mà mạnh nhất á, cái em phải chơi trước để người ta không muốn chơi được cái người thứ tư, em hiểu không? Anh Rafa cũng ca sĩ, bỏ luôn đi. Bỏ anh luôn, anh về anh chơi nữa. Anh về đi. Anh về. Cũng nhạc sĩ đó, em thấy không ai cân sức với em hết anh ơi. Bây giờ nè, em phải hỏi ý đội của em là đội của em đánh giá bên đây ai là người mạnh nhất. Mạnh hết. Tụi mình mạnh đều. Đâu mình mạnh đều nè. 1, 2, 3. Anh Duy biết nhiều bài hát ạ, cho nên anh chơi trước đi. Anh Heo hả? Anh Heo. Đây là một cuộc đấu không cân sức, cho nên em chọn Đại thôi. Ngoan với em là anh Tin Heo. Em chọn Heo. Vâng. Đổi hả? Vâng, nghe. Không, nếu mà tính về cân nặng là Akira hơn anh đó. Em chọn Akira đúng không? Em thì ai cũng được hết, chứ ai em cũng chơi tới bến. Như vậy là Buka sẽ có màn quyết đấu với anh Bihil Nguyễn Hoàng Duy. Âm nhạc trong vòng thi này sẽ được làm một cách rất đặc biệt, có thể bị méo tiếng, có thể bị tắt nhỏ đi, có thể bị kéo dài ra. Vì thế người chơi phải nghe thật kỹ, im lặng tuyệt đối mới thể nghe được những đoạn nhỏ nhất của bài hát này. Bài hát đầu tiên bắt đầu. Là con gái phải xinh. Chính xác. Xin chúc mừng đầu bạn đã mắc lừa đầu anh rồi. Tập trung trí tuệ để thi cái vòng cuối, hiểu không? Mấy cái vòng này ăn cũng như không. Không sao đâu anh, đội em thua điểm cho nên là điểm bây giờ là vàng là bạc đối với tụi em, bất chấp luôn.